mình chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Hòa Phát. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một cái bộ bàn ghế giá rẻ nhưng được làm với những cái phần kích thước khá là rộng rãi ha. Đặc biệt là được đục chạm cái mẫu nghê đỉnh các bạn ha. Và có những cái phần tay nghê là tay nghê nguyên khối rất là đẹp, rất là cứng cáp luôn. Đó. Rất to các bạn ha. Và đằng sau lưng mình chính là những cái phần đục chạm mẫu nghê đỉnh. Đó. Rất là sắc nét luôn. Và cái mức giá thì rất là rẻ các bạn nhé, mức giá chỉ với 36 triệu đồng thôi thì các bạn đã sở hữu được một cái bộ bàn ghế 6 món gỗ hương đá rồi. Đó, tay cột là tay cột 12 các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh lại cái phần chi tiết đục chạm và phần kích thước để các bạn cùng tham khảo kỹ hơn nhé. Rồi, và đây chính là tổng quan của cái bộ bàn ghế của mình ha. Cái bộ này bao gồm có 6 món các bạn nhé, hai ghế đơn, một bàn, hai đôn và một băng dài. Bây giờ mình sẽ quay cái phần băng dài trước các bạn ha. Ở cái phần băng dài á, thì mình sẽ có một cái dàn tó là đục chạm cái mẫu là nghê đỉnh đó. Những cái phần đầu nghê và có một con nghê là ở trên quả cầu các bạn nhé. Những cái đường nét đục chạm rất là sắc nét luôn các bạn, rất đẹp các bạn ha. Ở bên dưới dàn tựa thì mình cho là với những dàn tựa đục chạm mẫu tam sư vườn cầu, đục chạm cũng rất là kỹ luôn. Đặc biệt á, là cái dàn tựa này là mình cho làm liền ha, một cái tấm tựa liền rất là chắc chắn luôn các bạn. Và bên cạnh đó là những cái dàn tay cột, tay cột là tay cột 12 phân các bạn ha, tay cột 12 phân không tâm không giật đó, gỗ rất là liền lạc các bạn, bông vân bên mình đã tuyển chọn ha, rất là đều cây luôn đó, gỗ không bị lỗi các bạn nhé. Và ở bên dưới thì mình có những cái dàn tay nghê. Những cái mẫu giá rẻ như vậy á, thì những cái dàn tay nghe thì mình sẽ làm tay nghe ghép đó. Tuy là tay nghe ghép nhưng mà nó cũng rất là chắc chắn các bạn nhé. Và ở bên dưới dàn mặt á, thì mình làm với những cái dạng mặt liền các bạn ha. Mặt liền nguyên tấm dày 2,2 phân đó, bông vân tuyển lựa rất đẹp các bạn. Đây là cận cảnh cái phần bông vân của cái bộ bàn ghế các bạn ha. Các bạn thấy được rằng cái phần mặt ghế các bạn ha, bông vân rất là đẹp luôn. Đó. Bông vân gỗ hương đá rất là xoắn xít. Và cái chất gỗ, cái màu gỗ rất là đẹp. Đó. Ở bên cạnh của cái phần mặt ghế này thì mình đã cho làm với những cái dạng là lọng cong uốn lượn. Các bạn thấy được cái mặt ghế ha, bên mình đã cho lọng cong. Cái dáng ghế rất là dễ luôn các bạn. Đó. Một cái dáng ghế rất là dẻo và rất là duyên dáng ha. Nó khác với những cái dòng giá rẻ mà ở ngoài thị trường người ta bán, là đa số người ta sẽ làm cái dàn cạnh của ghế và cạnh của phần ghế đơn nó làm thẳng luôn, còn bên mình sẽ cho làm cong uốn cong rất là đẹp đó. Và cả phần yếm bên dưới luôn, cả phần yếm bên dưới thì mình cũng cho lọng cong luôn, mình cũng cho vén cong luôn, rất là đẹp các bạn đó. Và những cái đường ghép nối thì bên mình cũng cho làm khít ha, những cái đường ghép nối nè đó, những cái cấp chỉ nè bên mình đã cho làm rất là khít rồi. Ở bên dưới thì mình cho làm với những cái dàn chân là đầu lưng chân móng các bạn nhé. Đầu lưng chân móng, chân cẳng rất là liền lạc, đặc biệt là đục chạm rất là sắc nét ha. Nước sơn BUM70 được cho làm rất là mịn màng luôn. Và cái phần băng dài này á, kích thước của nó là ngang là 1m95 các bạn ha, và chiều sâu là 61 đó. Một kích thước cũng khá là rộng rãi các bạn nhé. Đối diện cái băng dài thì mình sẽ có hai ghế đơn các bạn nhé. Ở phần ghế đơn thì mình cho làm với kích thước là ngang là 85 và chiều sâu là 61. Và cái form ghế đơn rất là đẹp luôn các bạn. Đây là cái form ghế đơn ha. Một cái phần form ghế rất là cong, tay cột rất là cong các bạn. Và cái phần tó rất là cao luôn đó. Ở cái dàn tó thì mình cho đục chạm với những cái mẫu giống như phần băng dài là mẫu nghê đỉnh các bạn ha. Bốn cái đầu nghê xung quanh và một con nghê trên đỉnh, rất đẹp luôn các bạn đó. Và cái dàn tựa thì mình cho đục chạm với là mẫu phượng các bạn ha. Đây là con phượng các bạn nhé. Đó, cái dàn tựa của ghế đơn thì mình cho đục chạm cái mẫu phượng, rất đẹp luôn các bạn. Những cái đường đục chạm rất là sắc nét các bạn ha. Đó.
Và kế bên thì mình cũng vẫn là những cái tay cột 12 liền lạc đó, bông vân tuyển chọn. Và những cái phần tay cột này á, bên mình đã cho lộng cong rồi, rất là đẹp luôn và rất là tròn các bạn ha. Đó, cái nước sơn rất là láng luôn, các bạn có thể sờ thoải mái nhé, rất là láng mịn đó. Và cái chất gỗ hương đá này thì các bạn cứ yên tâm về cái độ vân ha, vân veo mặt của bàn ghế đơn băng dài, rất là đồng đều luôn. Ở dưới phần tay thì mình cũng có những dàn tay nghê, là tay nghê nguyên khối, dạng ghép các bạn ha. Đó. Và dàn mặt á, thì mình cũng cho làm với những dàn mặt là dày 2,2 phân. Và dàn yếm là mình sẽ cho lộng cong luôn. Đó, dàn mặt cạnh bàn, cạnh ghế là mình sẽ làm cong hết. Và bên dưới thì mình cũng có những cái phần chân là đầu lưng chân móng, giống như băng dài luôn. Đó. Rất đẹp các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ tới cái phần bàn các bạn nhé. Ở cái phần bàn này thì mình sẽ có kích thước là ngang là 60 và chiều dài là 1m35 các bạn ha. Và ở cái phần đôn kẹp thì mình có kích thước là 38 x 48, và cái phần đôn nhỏ là kích thước là vuông 38 các bạn nhé. Đó. Ở cái phần bàn này thì mình cũng làm với những cái mặt liền nguyên tấm là 2,2 phân, cả mặt đôn luôn mình cũng làm là 2,2 phân luôn. Và cái bàn này mình làm với dạng bàn đôn hộp các bạn ha, bàn đôn hộp và cái dáng bàn là form cao đó. Ở bên dưới thì mình cũng có những dàn yếm ván cong đục chạm những cái mẫu hoa lá tây và những cái chân là chân đầu lưng chân móng các bạn nhé. Đây là cái chân của bên mình ha, đó các bạn xem những cái chân bàn chân đôn ha, đẹp không lỗi lầm các bạn nhé, chân liền lạc đó, rất đẹp các bạn. Thì hiện tại cái bộ sản phẩm gỗ hương đá 6 món được đục chạm cái mẫu nghê đỉnh này bên mình đang bán với mức giá là 36 triệu đồng. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm các bạn hãy vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Bên mình sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ kỹ các bạn luôn nhé. Đó. Chỉ với 36 triệu đồng thôi thì các bạn đã sở hữu được một cái bộ bàn ghế được đục chạm cái mẫu nghê đỉnh rất là đẹp luôn. Và có những cái dàn mặt liền rất là giá trị. Đó. Rồi mình sẽ được phép kết thúc video tại đây ha. Rồi mình chào các bạn ạ.